Đây là cái khóa học mà nói về cái mức độ gọi là chuyên sâu thì chắc là phải hơn một khóa học, còn hơn cả một khóa học, bởi vì là thực tế là nghe người ta nghe nói là 5 buổi thì nó ngắn thôi, và ông này dạy cho có thôi, nhưng mà thực tế là ai đã học cái khóa học 5 buổi này thì em thấy là kiến thức, lượng kiến thức khá nhiều, mà 5 buổi này nó bằng rất nhiều buổi, Đúng rất rồi. nhiều buổi của những người khác người ta chia sẻ. Và bởi vì nó trọng tâm chủ yếu chia sẻ bằng kỹ năng và kiến thức mà mình đã trải nghiệm, nên là em rất trân trọng cái khóa này và em cũng rất cảm ơn thầy đã hỗ trợ em ở trong 5 ngày vừa rồi. À, nói chung về cái mảng Facebook này thì nói chung là em tìm hiểu trên mạng rất là nhiều và em đã tìm hiểu rất nhiều rồi, nhưng mà cái kết quả của em nó không đi được đến đâu và nó chỉ làm cho em nó rối hơn. Và trong cái 5 cái ngày học đấy thì em đã vỡ lẽ ra rất nhiều, từ một người nói chung là về cái vấn đề về quảng cáo em chưa biết một tí nào luôn đó, thì em đi mò linh tinh rồi, thì khi mà em học khóa của thầy thì em vỡ ra rất nhiều từ những cái tư duy, đặc biệt là từ cái tư duy khi mà mình tư duy về cái quảng cáo này mình nghĩ nó quá cao siêu, nhưng thực tế là cái kỹ thuật nó chỉ là một chuyện thôi, mà nó quan trọng bằng cái kỹ năng, bằng cái kinh nghiệm của mình ấy, và bằng cái những cái gì mà mình đã trải nghiệm rồi và em học được cái những cái kinh nghiệm đó từ thầy. Thì em thấy cái 5 cái khóa học này mặc dù kiến thức là nó thực sự nhiều cho nên là em cũng hơi bối rối một chút thôi, nhưng mà về cái vấn đề tư duy là khi mà mình đã khai mở được cái tư duy rồi thì sau này thì mình làm bất cứ cái lĩnh vực gì hay là ngay ở trong cái vấn đề quảng cáo ấy, thì mình ít nhất là mình phải cần phải có cái sự tư duy và suy nghĩ sâu xa cho nó và phải có một cái quy trình bài bản chứ không thể làm linh tinh được. Thì em thấy đây là một cái khóa học rất là hay và chuyên sâu, và thầy trong quá trình đó thì thầy hỗ trợ em cũng rất là nhiều và hỗ trợ rất là chi tiết, câu hỏi nào thì em hỏi thì thầy cũng hỗ trợ là giải đáp chi tiết và hỏi đi hỏi lại là xem có câu hỏi nào hay không, thì điều đó này em cũng rất là cảm ơn thầy. Và ngoài ra thì em cũng thấy đây là cái khóa học mà nói về cái mức độ gọi là chuyên sâu thì chắc là phải hơn một khóa học, còn hơn cả một khóa học, bởi vì là thực tế là nghe người ta nghe nói là 5 buổi thì nó ngắn thôi, và ông này dạy cho có thôi, nhưng mà thực tế là ai đã học cái khóa học 5 buổi này thì em thấy là kiến thức, lượng kiến thức khá nhiều, mà 5 buổi này nó bằng rất nhiều buổi, Đúng rất rồi. nhiều buổi của những người khác người ta chia sẻ. Và bởi vì nó trọng tâm chủ yếu chia sẻ bằng kỹ năng và kiến thức mà mình đã trải nghiệm, nên là em rất trân trọng cái khóa này và em cũng rất cảm ơn thầy đã hỗ trợ em ở trong 5 ngày vừa rồi, và hy vọng là trong tương lai thì thầy có thể là hỗ trợ em cũng như là đồng hành, và em có thể đồng hành thêm với thầy ở một số các mảng khác. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ok, không có gì. Thì em thấy là 3 buổi tâm đắc nhất chứ không phải là 1 buổi mà có 3 buổi, 1 buổi 3, buổi 4 và buổi 5. Ok. Thì trước thì nếu như mà em nhìn chỉ số em chẳng quan tâm gì đâu, em quan tâm mỗi cái con số về cái lượt mét tin nhắn như là được chuyển đổi ấy, là cao hay là thấp thôi, chứ mình không nghĩ là các cái chỉ số này nó có cái sự liên quan mật thiết với nhau như vậy. Và khi mà mình thấy ra được cái điều đó, ví dụ như CTA này, CPM gì đó, nó liên quan mật thiết với nhau trong cái việc mà mình cần phải tối ưu cái thằng nào hơn. Ví dụ thằng kia cao thì mình cần phải xem khắc phục lỗi ở cái nội dung hay như thế nào, xong là bắt đầu là mình chuyển sang các chỉ số khác để làm sao mình thấy được là tất cả các chỉ số nó đều khác. Chỉ cần một chỉ số nó bất thường thôi thì mình sẽ cần phải xem cái chỉ số đấy nó liên quan đến cái gì để mình tối ưu nó. Thì em thấy đấy là một cái rất là hay trong cái mối quan hệ mật thiết giữa các chỉ số. Vâng. Còn về cái kết quả chạy so với những cái mà trước đây chạy như thế nào? Vâng, tất nhiên là mét nó rẻ hơn rất nhiều ạ. Có những cái chiến dịch mà trước đây là 1 mét bao nhiêu mà hôm qua Có anh mét vào bao anh check nhiêu? là còn bao nhiêu nhỉ? Còn có tầm 10.000, 12.000 nhỉ? Trước đây là bao nhiêu? Trước đây là hơn 100.000. Và còn chạy sai cả mục tiêu nữa cơ. Dạ vâng, vấn đề về chia sẻ cũng như là cái gì mà lời khuyên của thầy thì em cảm thấy rất là cảm ơn thầy. Bởi vì là những cái lời khuyên này là em cảm thấy rất là ý nghĩa, cũng như là nó giúp ích cho em ở trong cái khóa học rất là nhiều, cũng như trong cái quá trình mà em phát triển sau này, về cách mà mình chọn ngành hàng hay là mình nên chạy vào cái sản phẩm trend hay là xây dựng thương hiệu nó như thế nào. Thì em sẽ ghi nhận cái lời khuyên của thầy và em sẽ cố gắng phát triển ở trong tương lai, và cũng có hy vọng một lần nào đấy thì để cho mình có thể gặp nhau ngoài đời. Đúng Vâng. rồi. Ok, thế thì nói chung cũng muộn rồi thì tinh thần là thế nha. Dạ vâng ạ. Ok, bye bye nha. Chào thầy ạ. Ok.